Đây, chúng ta qua câu hỏi đầu tiên. Sư cho con hỏi bây giờ làm gì thì cũng liên quan đến tiền. Nếu một người nghèo không đủ khả năng làm trai tăng bố thí, nhưng người nhà mất mà mình muốn tạo phước để hồi hướng thì làm sao thưa sư? Xin lỗi quý vị. Ai nói với quý vị là cái người nghèo thì không thể bố thí? Trong kinh có rất nhiều những trường hợp người nghèo, mà những người nghèo đó khi họ bố thí đó, cái phước họ lớn hơn người giàu rất là nhiều. Xin lấy ví dụ, người nghèo Tiểu Nhất Y, anh này đó ảnh chỉ có đúng một cái y vai trái nha, tức là cái tấm vải, quý vị nên hiểu là cái tấm vải nó quấn quanh người, anh chỉ có một cái tấm vải quấn quanh người anh che thôi. Hai vợ chồng chỉ có một cái xài chung, bà vợ đi ra ngoài thì bà xài, anh chồng ở nhà, anh chồng đi ra ngoài thì bà vợ ở nhà, tức là hai vợ chồng chỉ có đúng một tấm vải. Khi ảnh nghe pháp, ảnh đem cái tấm vải đó ảnh cúng dường Đức và phước đổ cho ảnh rất là nhiều. Quý vị có nghèo đến cái mức độ như cái anh chàng Tiểu Nhất Y này hay không? Tức là mình chỉ có đúng một mảnh miếng vải che thân không thôi, có hay không? Mà ảnh ngay cả khi ảnh có đúng một miếng vải che thân, ảnh vẫn bố thí được. Cái thứ hai, một cô gái nô lệ, trong cái giai cấp nô lệ cũng nghèo lắm, nghèo tới cái mức độ mà cổ chỉ có đúng một khi mà cổ xay bột á, mấy cái bột thừa bột bỏ rồi cổ gom lại, cổ nấu làm cái bánh nó cứng còng của Ấn Độ á, bằng cái bột thừa đó, rồi cổ đem theo cổ ăn, thì gia tài cổ chỉ có nhiêu đó thôi. Và khi cổ gặp Đức Thế Tôn thì cổ hoan hỷ, cổ cúng dường cho Đức Thế Tôn và cổ nghĩ là chắc Đức Thế Tôn ăn sung sướng của các cái bậc vua chúa quen rồi, thì ngài thương mình ngài nhận thôi, chắc ngài không dùng đâu. Đức Thế Tôn hiểu được suy nghĩ của cô, cho nên là ngài nói ngài Ananda trải chỗ cho ngài ngồi, và sau đó ngài thọ thực ngay trước mặt cô và cô rất hoan hỷ. Quý vị nghèo được tới mức như cổ không? Chỉ có một vài miếng bánh đem đi lóc đấy. Rồi như ngài Xá Lợi Phất, khi ngài đi khất thực, ngài gặp một cái người cùi và người này ăn xin được một cái miếng cơm, mà miếng cơm thừa của người cùi thì nó tệ dữ lắm. Nhưng mà thấy ngài thì cái ông ăn xin này xin cái lòng tịnh tín và cũng cúng dường. Và khi cúng dường như vậy đó, cái ngón tay ổng rớt vào, bị cái dạng cùi mà rớt chi á, nó rớt cái ngón tay vô trong cái bát của ngài, và ngài chỉ nhẹ nhàng lấy cái ngón tay bị rớt ra đó, ngài để ra ngoài và sau đó ngài ăn được. Quý vị nghèo được tới mức độ như ông cùi đó không? Cho nên khi chúng ta muốn bố thí thì bất kỳ cái gì chúng ta có đều có thể bố thí được, và không có cần là mình phải giàu mình mới bố thí được, chỉ cần mình có lòng thôi thì bất kỳ cái gì mình cũng có thể chia sẻ được. Mình ví dụ như mình có hai cái bộ đồ đi, hai cái y phục đi, thì mình chia sẻ cho cái người nào cần một miếng cũng được, cũng không vấn đề gì. Hoặc là quý vị có một cái khăn, rồi quý vị đem cái khăn đó quý vị cúng vô chùa để chùa làm cái dẻ chùa chân, hoặc làm cái dẻ để mà lau cái này lau cái kia cũng được. Hoặc là hôm nào đó mình có cái bữa cơm mình ăn thì mình chừa một chén lại, rồi mình có thể mình đem cái đó mình cho con này con kia, thí dụ như con chó, con mèo, thậm chí con gián, con chuột, nó vẫn có phước. Rồi sau đó quý vị đem những cái phước đó quý vị đi hồi hướng. Cho nên là đừng có nghĩ là mình nghèo thì mình không có khả năng bố thí. Ngay cả các sư, nhiều người họ nói là mấy ông sư chắc mấy ổng chỉ biết nhận chứ không biết cho, là những người đó họ phỉ báng các sư. Còn thực tế khi mà các sư đi khất thực á,
Khi mà được rồi đó thì mấy sư chỉ dùng trong cái nhu cầu của mình thôi, tức là ăn đủ no thôi. Rồi cái phần mà dư thừa đó đó, các sư cũng đem đi bố thí cúng dường. Chứ không bao giờ có cái chuyện là mấy sư là không có biết cúng. Không có. Rồi khi mà quý vị cúng dường cho sư, có người cúng nhiều, có người cúng ít, sư lúc nào cũng để ra làm hai phần. Một phần á là dùng cho cá nhân sư, ví dụ như chi tiêu những cái thứ lặt vặt của riêng cá nhân. Rồi cái thứ hai là để sư làm phước cúng dường. Thí dụ như chùa cần mua nước lau nhà nè, chư tăng cần cái nước giặt đồ nè, rồi hoặc là như vừa rồi đó, chùa dột thì sư cúng dường cái để mà chống dột, rồi làm ống nước, rồi làm điện, rồi làm này nọ kia, thì sư đều cúng dường hết. Tức là ngay cả các sư thì sư cũng ý thức được là mình có, là mình xài thì một phần là cho nhu cầu của mình, còn phần khác là mình cũng phải đem mình bố thí, mình cúng dường. Chứ không có cái chuyện là mình không có cái gì để cho, thì không phải như vậy.